nếu bóng đá nữ quan tâm đúng mức hay chưa thì nó là sự tùy ở sự cảm nhận của mỗi người. Vì nếu để so sánh bóng đá nam và bóng đá nữ thì mọi người không thể nào so sánh được, vì đó gần như là rất là hiễng. Còn nếu để so sánh bóng đá nữ ngày xưa thời của Trâm với bóng đá nữ bây giờ thời các em, thì cá nhân Trâm lại nhận thấy rằng thì bây giờ các bạn đã được quan tâm nhiều hơn Trâm ngày xưa rất là nhiều. Khi ngày xưa khi Trâm còn là cầu thủ, đến lúc Trâm nghỉ thì mức lương, mức thu nhập của Trâm thời điểm lúc đó mới chỉ là 1.200.000 đồng, và khi lên đội tuyển lúc đó thì thời điểm Trâm đi thi đấu thì vẫn chỉ là 2 triệu hay 5 triệu. Nhưng bây giờ thì được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là liên đoàn rồi là người hâm mộ, đã cũng có những nhà tài trợ bóng đá nữ, nên là Trâm thấy rằng nếu mà quan tâm đúng nghĩa theo tùy từng thời điểm thì Trâm thấy là mọi người sẽ cảm nhận nó khác nhau. Bóng đá nữ ít được quan tâm hơn. Vì từ trước đến giờ bóng đá vẫn là một bộ môn thể thao vua. Tuy nhiên thì bóng đá nam thì mọi người đến sân xem, mọi người xem qua màn hình tivi cổ vũ, rồi là rất là nhiều các cách để mọi người có thể đến với bóng đá nam. Tuy nhiên thì bóng đá nữ ít được quan tâm hơn. Thứ nhất là vì bóng đá nữ ít giải đấu, một năm chỉ có duy nhất một giải đấu là vô địch quốc gia. Và thứ hai là cá nhân Trâm thấy rằng Việt Nam mình hiện tại bây giờ chỉ có từ 5 đến 6 đội bóng đá nữ và đá giải vô địch quốc gia một vòng tròn, nên là cái lượt tiếp cận của bóng đá nữ đối với người hâm mộ cũng ít hơn. Bởi vậy là người hâm mộ cũng không có nhiều thời gian cũng như không có sự quan tâm nhiều và biết đến nhiều về bóng đá nữ. Đó cũng là một lý do. Và lý do nữa là Trâm nhận thấy rằng là bóng đá nữ từ trước đến giờ thì mọi người cũng vẫn luôn nghĩ rằng là bóng đá nữ tập luyện cũng như là thi đấu khác bóng đá nam. Nhưng bóng đá nữ thứ nhất là Trâm tập luyện cũng giống như nam, thi đấu cũng sân to như nam, bóng cũng đá số bóng số 5. Tuy nhiên thì bóng đá nữ không được nhiều quan tâm vì thứ nhất là không có nhà tài trợ, nên tất cả các vận động viên nữ từ thời của Trâm đến bây giờ mọi người thường đá ở cái khung giờ rất là nắng, 1 giờ chiều, 3 giờ chiều. Còn ngược lại bóng đá nam thì mọi người sẽ đá vào cái khung giờ 5 giờ, 7 giờ là cái quãng thời gian mà mọi người đi làm về rồi, mọi người có điều kiện đến sân xem hoặc là mọi người về nhà xem tivi. Chứ quãng thời điểm mà 1 giờ đến 3 giờ là cái thời điểm mà mọi người nghỉ ngơi hoặc là mọi người còn bận công việc, mọi người rất khó để xem. Thì đó cũng là Trâm nghĩ là cũng là lý do vì sao bóng đá nữ ít được quan tâm hơn bóng đá nam. Và Trâm nghĩ một phần nữa là từ trước đến giờ thì bóng đá nữ mọi người thường nghĩ rằng là con gái đi đá bóng thì rất là cục mịch, hoặc là bóng đá nữ là một bộ môn rất là ít người quan tâm. Tuy nhiên thì trong ít khoảng 10 năm đổ lại đây thì mọi người đã có cái nhìn nhận rất là khác về bóng đá nữ. Vì là từ trước đến giờ như Trâm cảm nhận được cũng như là tất cả những thành tích bóng đá nữ thu được về cho thể thao nước nhà thì bóng đá nữ cũng đem lại rất là nhiều vinh quang. Thì Trâm nghĩ cái khó khăn đầu tiên là cái khó khăn về nhân sự. Bóng đá nam thì là rất nhiều các lứa tuổi thế hệ trẻ từ U7, U9, U11, U13 rồi các đội tuyển lứa U23 rồi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì bóng đá nữ bây giờ tìm kiếm một nhân tài để đào tạo ra thành một cầu thủ thi đấu đội tuyển quốc gia rất là khó, vì ở các cấp câu lạc bộ cũng như cấp trường học tiểu học thì rất khó để động viên vận động các bạn để đi đá bóng. Mọi người cũng không ủng hộ để con họ đi thi đấu, giống như cá nhân Trâm khi mà đi đá bóng ngày xưa thì trong gia đình mọi người đều không ủng hộ. Thì Trâm nghĩ đó là cái khó khăn từ xưa đến bây giờ cũng là như vậy. Thêm nữa khó khăn là về cái thu nhập của vận động viên khi đi đá bóng. Trâm nghĩ ở mức câu lạc bộ hay là mức đội tuyển thì đến bây giờ thì mức thu nhập đã đỡ tốt hơn cái thời điểm của Trâm ngày xưa. Tuy nhiên để nói là đi đá bóng để dư giả, để có điều kiện kinh tế ổn định thì Trâm nghĩ là khó, vì bóng đá nam và bóng nữ khác nhau rất là nhiều. Bóng đá nam mọi người rất là mong muốn khi là có con trai họ đưa con đi thi đấu, đi đá bóng, nhưng được có khi mà con gái thì họ lại nghĩ rằng họ mong muốn rằng nếu mà lựa chọn bộ môn thể thao nào đấy thì Trâm nghĩ rằng mọi người sẽ mong con họ thi đấu một bộ môn nhẹ nhàng ví dụ như là thể dục dụng cụ hay là nhảy hay múa hay là đàn, thì nó sẽ phù hợp với cả một cô gái hơn là với những bộ môn như là đá bóng. Nếu mà để nói là tất cả mọi người đi đá bóng đều có một công việc tốt thì Trâm nghĩ là không. Nhưng mà bây giờ thì như Trâm thấy rằng cũng đã có rất là nhiều các vận động viên, cựu vận động viên khi mà giải nghệ thì được đi ra làm huấn luyện viên ở đội trẻ, huấn luyện viên của đội đội lớn hoặc là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Như bây giờ ví dụ như chị Kim Hồng, chị Kim Chi và những người chị của Trâm, Trâm nghĩ rằng một số chị vẫn đang làm ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì đó cũng là những thuận lợi mà thể thao đem lại cho họ. Đi World Cup lần này để có một cái quá trình chuẩn bị cần phải một quá trình chuẩn bị lâu dài hơn nữa, vì con người thì vẫn chỉ có như vậy. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thì hiện tại vẫn đang dẫn dắt, nhưng để nói 7 tháng để có những cầu thủ to cao hơn, khỏe hơn hay có những cầu thủ nhập tịch
thì tôi nghĩ là rất là khó. Thì chúng ta chỉ có những con người như vậy trong vòng 7 tháng để thay đổi thì là khó. Trước mắt thì chúng ta sẽ có một cái giải đấu, đó là tháng 5, sẽ có một cái giải đấu là SEA Games tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó cũng là một giải đấu rất là tốt để mọi người chuẩn bị cho cái World Cup sắp tới này. Thực ra thì cái thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung giải nghệ thì như Trâm được biết đó cũng chưa phải là chính thức, vì cũng chưa có một cái thông báo cáo chí nào về ba việc Bác Chung sẽ nghỉ đội tuyển. Vì như Trâm được biết rằng nếu như không nhầm thì bác Mai Đức Chung đến hết năm 2022 mới hết hợp đồng với VFF. Bởi vậy để nói là bây giờ bác Chung sẽ nghỉ thì cũng có lẽ là quá sớm. Tuy nhiên thì đó cũng là cái việc chúng ta cần phải chuẩn bị, vì không sớm thì muộn thì bác Chung cũng sẽ giải nghệ. Vì bác Trung đã gắn bó với bóng đá nữ gần 20 năm rồi. Và bây giờ bác Trung cũng đã ngoài 70 tuổi, bác đã 73 tuổi rồi. Một cái tuổi theo như mọi người chia sẻ thì có lẽ bác cần được nghỉ ngơi, cần được đoàn tụ với gia đình, cần được con cháu chăm sóc. Thì cá nhân Trâm nghĩ rằng đó cũng là hợp lý, vì chúng ta cũng không thể cứ mãi mãi trông chờ vào một người mà người đó cũng có tuổi rồi. Vì bác đã tạo được một cái tiền đề tốt như thế, Trâm nghĩ rằng mọi người cũng cần phải chuẩn bị. Giống như mỗi một thế hệ cầu thủ sẽ có sự trẻ hóa thì ở ban lãnh đạo cũng như vậy. Thì bác đã tạo cơ hội để chúng ta có một tấm vé cho các bạn đi World Cup, thì chúng ta sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục những thế hệ huấn luyện viên sau, lấy đó làm điểm tựa cũng như lấy đó là động lực để tiếp tục viết tiếp giấc mơ của bác Trung.